Hello, chào các bạn nha. Bữa nay mình đi ra ngoài sau nhà mình mót mấy cái ngó sen để vô xào ăn đó các bạn. Rồi sẵn đây mình làm clip chia sẻ với các bạn cái cách để mà làm sao để mót được cái ngó sen cho nhanh nha, nhanh lẹ nha. Tại vì như các bạn nhìn thấy cái đám sen gì mình đâu biết cái ngó nằm chỗ nào để dễ đâu. Nếu mà các bạn mò đại thì một là nó lâu, hai là nó hư cái cây sen á. Thì cái cách mà để mót ngó sen cho nó mau đó các bạn thì các bạn tìm cái lá cuốn á. Cái lá cuốn để mình kiếm nè các bạn. Nó thí dụ như cái lá cuốn đây các bạn thấy nè ha. Nó mới có đưa cái cuốn lên đó. Cái lá cuốn đó là thứ mà mình ăn cá nướng đó các bạn. Để cá nướng vô đó cuộn đó, ăn đó, rồi để bún nó vô đó, ăn ngon lắm đó. Thì các bạn tìm ngay mấy cái lá cuốn đó. Rồi mình thò tay sâu xuống dưới mình móc lên thì mỗi một cái lá cuốn như vậy nó sẽ có một cái ngó sen nha. Còn mấy cái lá già với mấy cái bông á thì mấy cái đó là nó đang nuôi lá với nuôi bông rồi, nó không có cái ngó. Đây nè các bạn, muốn tìm móc cái ngó sen thì các bạn tìm những cái lá cuốn như vậy nè, cái gì hoặc bự hơn nha, chứ còn mấy cái lá xè như vậy là không có nha các bạn. Lá xè gì không được nha, cái này cũng không được nữa. Thì giờ để cái này các bạn có việc đưa cái tay thẳng xuống dưới tuốt ở dưới á, đưa cái tay thẳng xuống dưới cái cọng này nè, các bạn lần xuống á, lần xuống thì mình dở lên nè. Đây nè các bạn thấy không, đó cái ngó trắng không, ngó trắng là dài bự nè. Đó các bạn. Đó các bạn nhớ nha, kiếm tìm cái lá cuốn gì nè. Rồi mình mò thẳng xuống là sẽ được một cái ngó sen vậy nè, rồi mình chỉ cần bứt cái ngó sen này thôi nha. Ngay đó là non èo luôn đó, nó non. Đó các bạn bứt ra vậy nè. Nó không ảnh hưởng tới cái cây sen nha. Cái này mình chỉ kiếm cái ngó mình bứt thôi. Mấy cái lá này thì không có được nha các bạn, mấy cái lá mà xè ra rồi là không có cái ngó nha. Cái này nó đã thành nó nuôi cái bông các bạn, với lại nuôi cái lá rồi, thành ra nó không có còn cái ngó nữa. Nè các bạn, với cái này nữa nè. Nghĩ đây có con ốc. Này con ốc ma cái gì nè. Con ốc ma cái gì á. Nó không có cái mài. Ốc ma lúc đẻ nó sống ở dưới nước thì từ từ cái nó mới lên trên khô. Nè. Ốc sên đó các bạn, ốc ma. Đây nè các bạn. Tìm những cái lá cuốn gì nha, rồi các bạn lần cái tay xuống tuốt ở dưới á. Rồi các bạn kéo lên. Nhớ vũ mấy cái sình nha. Mình lắc cho sình nó ra đó. Đây một cái ngó nữa nè. Nè các bạn, đây cái ngó này là hai cái nè, nhưng mà ở cộng này tại nó ốm á, ở đây tại cái vuông này cái sình hết đó các bạn, thành ra nó không có được mập á, cái cộng nó hơi ốm nha. Đi đưa nguyên đây, đây mình bứt ngang về cho các bạn xem thử nè. Đây nè các bạn, mấy cái lá cuốn gì nè. Rồi làm cách nào để biết cái ngó sen nó bự hay nhỏ thì các bạn nhìn vào cái cọng này là biết nè. Ở đây á, nó có cái ngó nhưng mà ngó này của nó là nhỏ nha, tại cái cọng nhỏ nè, cọng nhỏ thì cái ngó nó sẽ nhỏ. Chút xíu mình sẽ kiếm mấy cái cọng bự các bạn thì cái ngó nó bự nha. Nè, ở đây nè các bạn, cái ngó nó nhỏ. Nó nhỏ xíu à, tại cái cọng nó nhỏ nha. Các bạn muốn kiếm cái ngó sen bự thì mình phải lại cái cọng bự để mình lại đằng kia nha. Ngó nhỏ mà nó cũng ngắn nữa. Đây nè các bạn, ở đây có cái ngó này nó cái cọng nó mập lắm nè. Cọng mập luôn nè. Mập lên tay cá. Cẩn tay cá đây nè các bạn ơi, được cái cọng bự quá là bự luôn nè. Cọng này dài khoảng 1 mét quá. Cái ngó nè các bạn, dài lắm luôn nè. Đây một ngó là được hai cái nè. Ngó này bự khủng khiếp, là cái này là đủ một chảo luôn rồi nè. Cái này các bạn cắt xéo xéo á, nội cọng này không nè. Là cũng được một chảo nhỏ nè các bạn. 2 tấc, 4 tấc, 6 tấc, 8 tấc. Một thước. Thước 2 luôn nè các bạn ơi. Cái ngó 1m2 nha, cộng bự lắm luôn nè.
mấy cái sen mà nó tốt vậy, cái gai nó bén lắm các bạn, đi không khéo là nó cắt bé nhảy luôn á. Đây nè các bạn, được cọng này bự nữa nè, một cái gương nữa nè. Cái sen này là nó cũng vừa mới ăn được rồi, chứ nó cũng chưa có vừa ăn, cái này khoảng 2 ngày nữa các bạn. Này sen non này ngọt lắm luôn. Lỗi với hàm sen này các bạn, nhìn cái giò của mình nè, bạn nhìn cái bàn chân của mình, sen nó cắt mấy nhảy với lại đen thù lùi à, nó cắt á, cái gai của nó nhỏ nhỏ các bạn, giống như lưỡi câu vậy. Mấy cọng có sen này bự dữ lắm nè các bạn, được cả chục cọng bự vậy nè. Cái này một cái chảo bự đó các bạn, để tầm khoảng 3 cọng như là xào đầy chảo luôn, bự hơn ngón tay luôn, bự dữ lắm luôn nè. Cái này mà xào bỏ miếng gan ha, miếng gan với miếng thịt heo á, xào là ngon, khỏi chê luôn. Cái này mình rửa ở dưới hầm trước các bạn, rồi xong rồi vô mình rửa nước sạch lại nữa nha, tại nó hơi dính phèn á, dính phèn với lại sình á. Có mấy cọng nó bị nó giòn quá, cái nó gãy cái đầu của cái ngói sen á, nó chen như cái ngòi của cái viết nha. Ăn chỗ này nó mềm nhất mà. Mấy cái sen này mình chỉ cần trồng một lần các bạn là mình ăn ăn hoài luôn nha. Sen này khi mà nó đã mọc rồi thì nó có cái củ ở dưới nước á, thì nó sẽ lên hoài à, chứ nó không có chết. Ví dụ như hết mùa rồi thì nó rụi xong rồi nó sẽ mọc lên lại nữa. Sen này nói chung cũng hơi khó diệt nó các bạn. Rồi clip của mình đến đây cũng xin được tạm dừng nha. Chào tạm biệt các bạn.